cuộc sống của gia đình chị Lo Thị Tiếp ở tỉnh Điện Biên luôn luôn gặp khó khăn. Với một mảnh ruộng nhỏ thường xuyên khô hạn vì thiếu nước, thu nhập của gia đình chị từ trồng lúa chỉ được chưa tới 800.000 đồng một tháng. Nhưng kể từ năm 2012, cuộc sống của cả gia đình đã đỡ vất vả hơn nhiều từ khi chị Tiếp tham gia nuôi lợn cùng một nhóm phụ nữ trong xã. Để khó khăn khai đời, nên mai già mi hãy nướng ăn hết mưa phải là chẳng chỉ mi ạ, sáu, là tành mua lại để mình chẳng em dư em học cái bên Một dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đã cung cấp cho mỗi người trong nhóm của chị Tiếp hai con lợn nhỏ, thức ăn chăn nuôi và hướng dẫn chị em cách vệ sinh chuồng trại, cách chăm sóc và phòng bệnh cho lợn. Chỉ sau một năm bắt đầu với hai con lợn nhỏ, nay chị Tiếp đã có một đàn lợn 5 con Thu nhập của gia đình chị từ nuôi lợn đạt 12 triệu đồng sau 5 tháng, cao hơn 3 lần so với thu nhập trước khi chị tham gia nhóm nuôi lợn. Ừ, khai là khai này xong chú là chú, ý là chú thứ xăm để sư đại tô. cố gắng tành hầm ăn để, để sắp ít suất đó là những ít vất vả chứ nhóm của chị tiếp gặp nhau hàng tháng để đến thăm từng đàn lợn và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc chúng các chị cũng thảo luận và thống nhất với nhau để không bán lợn cho thương lái với giá thấp hơn giá thị trường. Nhóm của chị Tiếp chỉ là một trong 6.000 nhóm nông nghiệp ở Việt Nam được hỗ trợ bởi dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2. Hơn 50.000 hộ nghèo sẽ có thể được hưởng lợi từ dự án này. Chị Tiếp hy vọng năm tới chị sẽ có 10 con lợn để có thể dành dụng được đủ tiền làm một ngôi nhà mới. Mong muốn là แต่แปะบานแปเมือก็เกิดว่าขาคันหวานเก่งมันน่ะแป้เสาเตีงลอย้เมื่อไรหงเงีว